Chào các bạn nha. Hôm qua thì mình có cập nhật lên phiên bản lock root V9 giọt nước á, thì mình nhận được nhiều bình luận các bạn cài xong mà không hiện menu, thì hôm nay mình cập nhật phiên bản V10 cho các bạn nha. Mình đã cập nhật phiên bản V10 giọt nước cho các bạn nha. Thì các bạn chỉ cần tải về thôi. Lúc tải xuống á, thì các bạn bấm vô nút chi tiết, hoặc là các bạn có thể bấm vô ba dấu chấm ở bên trên nè, rồi các bạn chọn tẹp tải xuống nè. Rồi các bạn chờ cho file tải xong thì các bạn sẽ click vô các bạn cài đặt luôn. Sẽ click vô các bạn cài đặt giúp mình. Rồi các bạn bấm cài đặt nè. Khi mà cài xong thì các bạn click vô xong nha. Các bạn click vô chữ xong, đừng có mở game vội nha. Nhấn giữ vô trò chơi, các bạn chọn cái biểu tượng chữ Y nè, info á, các bạn bấm vô quyền nè. Ở đây là chúng ta chưa có cấp quyền nào đúng không? À, bộ nhớ chúng ta sẽ rồi các bạn mở trò chơi lên, rồi các bạn bấm đăng nhập nè. Đó thì các bạn chỉ cần thực hiện theo như mình là các bạn sẽ có được cái menu giọt nước nha các bạn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ copy cái script nha. Thì ở đây có nhiều script á, thì các bạn chỉ cần click vô cái script nào các bạn muốn dùng, rồi các bạn click vô hai cái hình xếp chồng lên nhau, rồi các bạn mở game lên các bạn. Rồi các bạn click vô giọt nước, rồi các bạn dán cái script vô. Các bạn bấm play nè. Đó. Thì đây là cái menu của chúng ta nha. Rồi các bạn bật mấy cái tính năng lên. Này cũng đã bật mấy tính năng cần thiết thôi nha, chứ bật nhiều mình sợ nó lag á. Rồi bây giờ mình sẽ đây cái nút đóng mở menu nè, các bạn bấm vô cái biểu tượng hình nè, đó. Rồi giọt nước thì bây giờ các bạn sẽ tắt ra đi để các bạn vô game nè. Thì đây là cái mình đã bật mấy cái tính năng lên rồi. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành